Để ứng phó với bão số 4, các địa phương khu vực miền Trung đang gấp rút thực hiện các biện pháp phòng chống bão và giúp đỡ người dân di rời tài sản, ổn định đời sống trong những ngày sắp tới. Sau đây là ghi nhanh của phóng viên Truyền hình Nhân dân tại các địa phương. Tại cảng neo trú tàu thuyền Tịnh Hòa, thành phố Quảng Ngãi, Bộ trưởng Lê Minh Hoan, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn kiểm tra thực tế công tác cập bến, neo đậu tránh trú bão của ngư dân, tàu thuyền. Cảng neo trú tàu thuyền Tịnh Hòa đã tiếp nhận 350 tàu thuyền neo trú cố định các vị trí an toàn. Toàn tỉnh Quảng Ngãi hiện có 511 tàu cùng 5.320 ngư dân đang hoạt động trên các vùng biển đã di chuyển ra khỏi vùng nguy hiểm. Tỉnh Quảng Ngãi lên các phương án di rời dân khẩn cấp khu vực sông, vùng sạt lở núi. Địa phương chuẩn bị nhà tạm lánh để di rời dân, tăng cường tuần tra kiểm soát vùng nguy cơ sạt lở núi. Trước diễn biến phức tạp của cơn bão số 4, ngày 26 tháng 9, đồng chí Lê Minh Hoan, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống thiên tai, đã đến kiểm tra công tác phòng chống lụt bão và an toàn hồ đập tại Hồ Thủy lợi Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam và kiểm tra các hồ chứa thủy lợi. Hiện nay các hồ chứa thủy lợi đã tích nước đạt 40-50% dung tích hữu ích thiết kế và hướng dẫn các chủ đập, chủ đầu tư xây dựng đập, xây dựng phương án ứng phó thiên tai và phương án ứng phó với tình huống khẩn cấp. Ngày 26 tháng 9, thông tin từ Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Nam cho biết, đến 10 giờ sáng nay, tỉnh Quảng Nam có 87 tàu cá với hơn 2.530 lao động đang hoạt động trên biển, gồm 59 tàu đánh bắt xa bờ với hơn 2.240 lao động hoạt động ở khu vực biển Trường Sa, 28 tàu với 290 lao động hoạt động ở khu vực biển Hoàng Sa, trong đó có 18 tàu với 213 lao động nằm trong khu vực nguy hiểm của bão. Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh đã chỉ đạo các đồn biên phòng tuyến biển bắn pháo hiệu báo bão, thường xuyên phát các bản tin về diễn biến của bão để tàu cá chủ động phòng tránh di chuyển, đồng thời duy trì lực lượng phương tiện thường trực sẵn sàng tham gia trực chiến, thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm cứu nạn khi có yêu cầu. Ngày 26 tháng 9, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Nam đã có công văn yêu cầu các trưởng phòng giáo dục và đào tạo huyện, thị xã, thành phố, hiệu trưởng các trường trung học phổ thông dân tộc nội trú và Giám đốc Trung tâm Giáo dục Thường xuyên tỉnh thông báo cho học sinh mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông và học viên giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh nghỉ học ngày 27 tháng 9 để phòng tránh bão số 4 cho đến bão tan. Các trường khẩn trương dọn dẹp vệ sinh trường lớp học, nhanh chóng ổn định tình hình dạy học, bảo đảm tuyệt đối an toàn cho học sinh khi đi học trở lại. Trước diễn biến phức tạp của bão số 4, Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Đà Nẵng vừa có công văn khẩn yêu cầu các đơn vị trường học cho học sinh nghỉ học từ chiều 26 tháng 9 đến hết ngày 27, 28 tháng 9 để phòng tránh bão Noru. Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Đà Nẵng yêu cầu các trường, trung tâm ở địa bàn thấp trũng, dễ bị ngập lụt hoặc được chọn làm nơi sơ tán dân đến tránh bão, thường xuyên theo dõi diễn biến mưa lũ, báo cáo Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Đà Nẵng, Ủy ban Nhân dân các quận, huyện chủ động đề xuất phương án cho trẻ mầm non, học sinh, học viên nghỉ học phù hợp với tình hình thực tế. Đến thời điểm này, 100% tàu thuyền của ngư dân Thừa Thiên Huế đã vào nơi neo đậu an toàn. Công tác bảo đảm an toàn cho tàu thuyền tại các nơi neo đậu cũng đã được triển khai. Chính quyền các địa phương và cảng vụ Thuận An, Chân Mây cũng đã xuống tận các tàu kiểm tra, nhắc nhở thuyền viên không ở lại trên phương tiện khi bão đổ bộ. Công an, quân đội và dân quân trong hai ngày nay đã được huy động về khu bãi ngang và các vùng xung yếu thuộc thành phố Huế, Phú Vang, Phú Lộc, Phong Điền, Quảng Điền để giúp nhân dân giằng trống nhà cửa. Chính quyền các xã đã huy động lực lượng tại chỗ giúp gia cố trường học, các nhà văn hóa, thôn xã. Đây sẽ là những nơi được chính quyền địa phương chuẩn bị trước để người dân đến trú tránh bão. Để chủ động ứng phó kịp thời hiệu quả với cơn bão số 4, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại về hoa màu, tài sản và bảo vệ an toàn tính mạng của nhân dân trên địa bàn, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng đã ký công điện hỏa tốc yêu cầu các đơn vị sở ngành địa phương tập trung ứng phó khẩn cấp với bão số 4. Ủy ban Nhân dân tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tổ chức kiểm tra, rà soát và có biện pháp đảm bảo an toàn hệ thống công trình kênh mương, hồ chứa, thủy lợi, thủy điện, công trình xây dựng đang thi công dở dang trên địa bàn để chủ động ứng phó, nhất là các hồ chứa thủy lợi, thủy điện có nguy cơ mất an toàn. Để chủ động ứng phó với bão số 4, Ủy ban Nhân dân tỉnh Kon Tum vừa có công điện chỉ đạo các ngành, đơn vị, địa phương chủ động các phương án ứng phó với bão số 4 và mưa lớn. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Kon Tum yêu cầu các ngành triển khai lực lượng xung kích kiểm tra,
rà soát các khu dân cư ven sông, suối, hồ đập, khu vực thấp trũng có nguy cơ cao xảy ra ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất để chủ động tổ chức di rời, sơ tán người dân khi có tình huống xảy ra, sẵn sàng triển khai các biện pháp tiêu úng, bảo vệ sản xuất, gia cố, bảo vệ hồ ao nuôi thủy sản, thu hoạch hoa màu, cây trồng cạn đến thời kỳ thu hoạch, bảo đảm hạn chế thấp nhất thiệt hại do bão gây ra.